Theo thông tin mới đây từ Công an Hải Phòng, thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy. Đến 23 giờ 45 phút ngày 19 tháng 11 năm 2022, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các lực lượng của Công an thành phố đấu tranh triệt phá tụ điểm tổ chức trái phép chất ma túy tại vũ trường Hoàng gia D Club, địa chỉ ở số 53 Lạch Chay, Ngô Quyền, Hải Phòng. Thời điểm triệt phá, trong vũ trường có 386 đối tượng trong đó có 78 đối tượng là nhân viên, nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra, khám xét, cơ quan công an phát hiện, thu giữ nhiều chất nghi là ma túy và tăng vật có liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép ma túy, bình, bóng chứa khí N2O khí cười. Trong vũ trường và 153 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Theo công an Hải Phòng, vũ trường Hoàng Gia thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vui chơi giải trí Hoàng Gia, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 22 tháng 10 năm 2008. Giấy phép kinh doanh vũ trường số của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cấp năm 2015. Căn cứ vào tài liệu ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 24 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện, Giám đốc công an thành phố đang chỉ đạo các lực lượng điều tra mở rộng làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.